Đây là con đuông mà chị Thảo sắp sửa chén. Khỏe béo quá nhỉ. Một con như này là to gần đàn rồi. Nào con này không to bằng cái hôm nay ha. Út rồi. Đầu của nó còn có sợi tơ tơ gì ấy. Nói chung số vẫn được ăn hai cái quả không được ăn đâu. Dạ. Cận cảnh nét vào coi. Thôi rồi, chè đi. Mình muốn ăn nào? Cắn mẹ không được cái đầu luôn. Cái đầu nó mới giòn mà. Ngon mà. Chúc mừng nhá. Sắp sửa thành nhà vô địch rồi.